so sánh vết sẹo đúng không? Không sai. Đây. Xong chưa? Nào. Năm 1932, đối đầu với đội hải quân lục chiến Nhật Bản, quân Nhật đánh, tôi cũng có. Năm 1934, ở Phúc Kiến, quân Nhật bắn tôi một súng. Xương sườn, đột kích sư đoàn cảnh vệ Nhật Bản, đế đạn bị gãy. Ngăn chặn quân Nhật qua sông. Thêm một vết nữa. Ứng cứu đã ngầm tô bắt, bị xuyên qua. Dẫn dắt sư đoàn cảnh vệ đột phá dòng dây. Còn nữa. Đây chính là vết sẹo đầu tiên trong đời tôi. Chính là bởi vì đó, tôi lấy được khẩu súng bô che đầu tiên của cuộc đời mình. Trung đội trưởng, chúng ta hôm nay coi như đã công bằng. Nhưng mà nếu như dở đâu tôi không quay lại nữa, anh thua chắc rồi. Cận ngữ dược, tôi lệnh cho anh, dù là tôi thua, anh cũng phải bắt buộc sống sót trở về cho tôi. Trung đội trưởng, yên tâm đi, bạn tôi dài lắm. Nào. Anh còn nhớ bài hát này không? Cờ đang phất phới, ngựa đang phi phi, súng trên vai, đao bên hông, báo nóng đang tuôn trào.
cờ đang phất phới, ngựa đang phi phi. Súng của tôi tuyệt đối sẽ không hướng về đồng bào của mình. Nhưng mà đối với tiểu nhân, tôi sẽ phá lệ. Đau. Nếu nó bắn chết tôi có thể khiến anh tỉnh lại thì cứ nổ súng đi. Nổ súng đi. Tất cả tập hợp, nghỉ, nhìn phải thẳng, nhìn trước thẳng, kiểm tra trang bị. Sư trưởng Cận, sắp xuất dinh rồi. Kitano cố ý đến tiễn cậu. Cảm ơn ngài cố vấn. Cận mổ cảm kích ngàn lần. Hành động lần này vô cùng quan trọng, lại là tác chiến cùng với Hoàng Hiệp Quân, không được phép có nửa điểm sơ sót. Cho nên tôi phải tìm một người đến để giúp cậu, cùng cậu hành động. Sư trưởng, hy vọng hai chúng ta hợp tác vui vẻ. Cục trưởng Chu tinh thông tiếng Nhật, lại còn trung thành, hơn nữa rất đáng tin. Đương nhiên rồi, có lợi cho sự giao tiếp giữa sư đoàn cảnh vệ và các bộ phận của Hoàng Quân. Vậy thì phiền cục trưởng Chu rồi. Chỉ là tôi lo lắng anh chưa từng trải qua khổ ải chiến tranh, sợ anh không nuốt nổi. Nghĩ nhiều rồi. Vậy thì nhờ sư trưởng Cận quan tâm nhiều hơn. Được, nếu như vậy thì tôi không khách khí nữa. Có sự trợ giúp của cục trưởng Chu, vậy thì là hổ thêm ưng rồi. Rất tốt. Vậy hai vị có thể đồng tâm hiệp lực hợp tác. Tôi ở Tô Châu đợi cậu chiến thắng trở về. Sư trưởng Cận, tôi biết cậu trọng tình cảm. Yên tâm, tiểu thư Trần tôi sẽ giúp cậu quan tâm. Cảm ơn ngài cố vấn. Cận mổ cảm kích không hết. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Sư trưởng, phía trước đã hành trang rồi. Cách Trường Thục còn 30 cây số nữa. Bộ đội đều mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một chút. Thông báo các đoàn đến hành trang nghỉ ngơi tại chỗ 3 tiếng. Rõ. Không được, tướng quân Kasima có lệnh, trước khi đến Trường Thục thì phải hành quân cấp bách. Như vậy mới có thể không xảy ra ngoài ý muốn, không bị động. Nếu như đã là ý của tướng quân Kasima, sư trưởng Cận nên chấp hành theo thôi. Người ngựa của tôi không phải là cái máy. Các anh em một ngày một đêm không ăn uống, làm sao mà lên chiến trường đánh trận được? Kasima yêu cầu chúng ta tần mà sáng ngày mai tiến công. Tôi sẽ không làm lỡ thời gian. Sư trưởng Cận, anh đây là ngang nhiên vi phạm mệnh lệnh của tướng quân đúng không? Lái xe. Sư đoàn cảnh vệ thuận lợi xuất phát. Đã đi qua trấn Thái Bình rồi, đi thẳng đến hành trang. Nhanh như vậy sao? Nếu như vậy, muộn nhất là sáng sớm ngày kia có thể tấn công bốn quân mới rồi. Trên nguyên tắc thì là như vậy. Lần này ngài yên tâm rồi. Vẫn là không nên lạc quan quá. Dù sao sư đoàn cảnh vệ chưa từng tác chiến đối đầu với bốn quân mới. Chỉ có hai bên đã giao tranh, tôi mới có thể yên tâm được. Đúng rồi, Trần Như Ca thế nào rồi? Vẫn chưa phát hiện thấy hành động khác thường nào. Theo dõi sát sao cho tôi. Không được để cô ta chạy thoát khỏi tầm ngắm của chúng ta. Đây là con ác chủ bài để đối phó Cận Ngữ Đường. Rõ. Ra rồi, giám sát chặt chẽ cho tôi. Được. Thái quân Kitano đã nói rồi, đi theo cô ta, không được để cô ta chạy là được. Được. Bác sĩ Trần, cô Dư, cô đến rồi à? Tôi muốn đến đây để chọn hai cái vòng tay tỷ phí. Mời đi bên này, bên này có rất nhiều loại. Cô đến rất đúng lúc, đúng hôm nay có rất nhiều loại mới về. Cô xem đi. Cô Dư, tình hình bên sư trưởng Cận thế nào rồi? Chắc là khởi nghĩa sẽ qua một hai ngày nữa. Có tình hình gì chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho cô sớm. Gần đây cô đừng đến cửa hàng trang sức nữa. Người của đội hiến binh luôn theo dõi cô. Ra ngoài thì cần phải thực sự cẩn thận. Còn nữa, bên phía cậu chủ đã sắp xếp đường lui cho cô rồi. Một khi khẩn cấp, chúng tôi sẽ đưa cô an toàn đi. Tôi đã nói với Phương Nguyên rồi. Trước khi sư trưởng Cận thành công, tôi sẽ không rời khỏi Tô Châu đâu. Báo cáo sư trưởng, các đường tiến công đều đã trinh sát xong, không phát hiện vấn đề. Biết rồi. Sư trưởng Cận, nên hạ lệnh tấn công rồi. Quân Nhật tiếp ứng ở bên hai cánh vẫn chưa đến, thực hư đối phương vẫn chưa ra rõ. Lúc này, tôi không thể nào mạo hiểm hành động. Thời gian mà tướng quân Kizuma quy định đã qua rồi, sư trưởng Cận không thể nào kéo dài thời gian thêm nữa. Quân lệnh như núi, quân mệnh khó giữ. Tôi muốn gọi tiểu đoàn pháo binh. Tiểu đoàn trưởng quan, tôi là Cận Ngữ Đường. Nổ súng. Báo mới đây. Trận đầu tiền tuyến Thanh Hương thành công. Báo mới đây. Cho một phần báo.
chỉ biết giật tích thôi. Cái gì mà binh không mất giọt máu, thế như trút gãy chứ? Rõ ràng là cộng sản chủ động trận địa ở bên ngoài. Kẻ cho rằng hành động của quân mới có mục đích gì? Có khả năng là thủ đoạn cũ của bọn họ. Trước tiên là thâm nhập quân địch, trước rồi mới bao vây tiêu diệt. Hiện giờ hoàng quân có hai cánh, vẫn chưa đến vị trí chỉ định. Quân có cận cửa đường chỉ có một mình, mà tấn công vào khu trung tâm của Tô Bắc há là không phải nguy hiểm sao? Đây là ý định của Kashima. Trước tiên đem quân của cận ngữ đường và bốn quân mới quấn lấy nhau. Hoàng quân bốn phía có thể ngụm được nuốt sạch bốn quân mới. Đây gọi là mai phục 10 dặm. Cho nên tôi không quan tâm cận ngữ đường có gặp nguy hiểm hay không, chỉ sợ hắn ta cùng với bốn quân mới âm thầm cấu kết với nhau. Thành bại của Thanh Hương sẽ ở trong trận chiến ngày mai. Hiện nay bộ đội của trận ngữ đường là ở đây, chúng ta ở đây, còn ở đây nữa. Tướng quân, tướng quân, cận ngữ đường hai ngày nay biểu hiện thế nào? Cận ngữ đường tuy là có chút không thuận theo lắm, nhưng mà vẫn làm theo ý đồ tác chiến của tướng quân. Sư đoàn của cận ngữ đường tuy là mạnh, nhưng mà nếu như đối đầu với bốn quân mới thì nhất định hai bên sẽ thương vong nghiêm trọng. Được như vậy là tốt nhất. Đợi chúng ta đi thu dọn tàn cuộc, không phải tốn sức nữa. Ngày mai cậu có thể không cần đến sư đoàn của cận ngữ đường nữa. Vậy ai giám sát cận ngữ đường? Kitano, không phải là đã phái người liên lạc Du Lập Văn sao? Rõ. Đứng lại. Để nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cho anh vào được. Tôi cũng nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi muốn đi họp. Vậy anh cũng không nhìn xem đây là nơi nào? Hỗn xược. Ăn nói cái gì với tôi đó? Nói như thế nào thì làm sao? Cục trưởng Chu, ngại quá cục trưởng Chu. Sư trưởng của chúng tôi đang họp ở trong đó khẩn, chỉ có các tiểu đoàn trưởng trở lên mới được tham gia. Cấp đoàn trưởng sao? Chức vụ liên lạc đặc biệt nhận lệnh của Kitano tôi đây, đến cấp tiểu đoàn trưởng cũng không đủ sao? Cục trưởng Chu, anh là quân dân sao? Anh có dẫn quân qua chưa? Đánh trận bao giờ chưa? Cái gì cũng không biết. Về nghỉ ngơi đi. Kitano bây giờ các anh cũng không nghe rồi đúng không? Cục trưởng Chu, anh có thể về Tô Châu mà tố. Anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi. Cục trưởng Chu, đây không phải là cục cảnh sát. Nếu như anh còn tiếp tục làm loạn, đừng trách tôi không khách khí. Đợi đó cho tôi. Đi cẩn thận nhé cục trưởng Chu. Cái thái gì chứ? Canh gác kỹ đó. Rõ. Cận ngữ đường này nhất định là sau lưng mình giở trò gì đó rồi. Cục trưởng Chu, xin anh vào phòng nghỉ ngơi. Sư trưởng có lệnh, tối nay không cho phép bất kỳ ai đi qua lại trong doanh. Người nào vi phạm lập tức bắn. Biết rồi. Rót cho bình nước. Được. Kashima lệnh cho sư đoàn trưởng của chúng ta 2 giờ sáng ngày mai tấn công toàn diện 4 quân mới. Sư trưởng, nếu như hành động trong đêm tối chúng mai phục phải làm sao? Vậy không phải khiến chúng ta vào chỗ chết sao? Các anh em đều là cấp dưới của tôi.
lúc đầu đầu hàng quân Nhật chính là tìm một con đường sống. Nhưng mà quân Nhật bây giờ ép chúng ta đi vào con đường chết. Tất cả sư đoàn và lữ đoàn của chúng ta đều là tiến lên một bước, lùi hai bước. Rõ ràng là ngồi trên núi xem hổ đấu mà. Bắt sư đoàn cảnh vệ chúng ta đi liều mạng với bốn quân mới. Bọn họ muốn làm ngư ông đắc lợi. Các anh em, chúng ta có thể làm bia đỡ đạn cho quân Nhật không? Không thể. Trận trước chúng ta không mất một binh một tốt. Tôi tin tưởng rằng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không phải là bốn quân mới chạy, mà là bọn họ chủ động dừng trận địa lại cho chúng ta. Người ta coi chúng ta là đồng bào, không muốn máu thịt tương tàn với chúng ta, không muốn đánh giết các anh em. Nhưng bây giờ quân Nhật bảo chúng ta đánh bốn quân mới, đồng nghĩa với việc tự mình tìm được chết. Các anh em, nếu như muốn sống tiếp, muốn sống như một con người, chúng ta chỉ có chọn con đường khác để đi thôi. Sư trưởng, anh nói chúng ta phải làm sao? Các anh em đều nghe anh hết. Anh nói đi đâu chúng tôi đi đó. Khởi nghĩa, đầu hàng bốn quân mới. Rõ. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi tuyển tuyến. Lập tức. Thời tiết phương Nam của Trung Quốc thật là dễ thay đổi. Có lẽ chiến tranh cũng như vậy. Cận ngữ đường khẳng định là giao tranh với bốn quân mới rồi. Tướng quân quả là tính toán như thần. Vẫn là chiến thuật của ngài cao minh, thuộc hạ bái phục. Báo cáo tướng quân, bộ đội của cận ngữ đường bị bốn quân bao vây rồi. Xin quân ta quả tác chi viện. Đánh hay lắm. Hoàng quân nên thể hiện thân thủ rồi. Rõ. Điện lệnh, sư đoàn Harada lập tức từ cánh phải tấn công. Sư đoàn Thanh Xuyên phải lập tức từ phía trái cánh tấn công, hình thành dòng dây bao vây bốn quân mới, triệt để tiêu diệt bọn chúng. Rõ. Báo cáo tướng quân, bọn họ bị quân chủ lực của bốn quân mới tấn công. Không thể nào. Bốn quân mới bây giờ đang bao vây cận ngữ đường. Lấy đâu ra quân chủ lực để tấn công chúng ta chứ? Có tình hình gì mới báo lại. Rõ. Tướng quân không hay rồi. Sư đoàn Harada điện đến, bọn họ bị đại đội chống ngược sông của bốn quân mới và quân của cận ngữ đường đánh. Cái gì? Cận ngữ đường tạo phản rồi. Khốn nạn. Cậu không phải nói cận ngữ đường không có vấn đề sao? Xin lỗi tướng quân, tôi không biết. Chúng ta mất bẫy rồi. Lập tức lệnh cho sư đoàn Thanh Xuyên mau đến chi viện. Mau lên. Rõ. Cận ngữ đường, tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh.
Kitano này còn mai phục bừa dẫm người ta. Bây giờ bị người ta mai phục rồi. Đây là Kim Chu. Chiến trường loạn như vậy, ngài đây là muốn đi đâu? Không sợ ăn đạn hả? Tôi đâu có đi đâu. Cậu xem bây giờ đánh trận xong rồi, tôi có phải là được gặp sư trưởng Cận không? Đợi đó. Các anh em, binh cánh của chúng ta cần phải tăng cường đề phòng quân giật. Sư trưởng, bộ trưởng Rộng bảo quân ta lập tức tập kết đi về phía bắc đến vị trí chỉ định, chuẩn bị tiếp nhận biên chế của bốn phương mới. Được, tốt lắm. Anh ta sao đến đây? Tên này tối qua cứ làm loạn đòi gặp anh, gặp tôi. Cho anh ta qua đây. Vất vả rồi. Đợi tôi họp đúng không? Tôi đến rồi, họp thôi. Vừa nãy anh nói đến đâu rồi? Phó quan Bạch, lấy cho tôi bộ quần áo của các anh. Tôi không mặc cái này nữa. Nói đi, ý gì vậy? Không có ý gì, hợp thôi. Không, chủ yếu vẫn là chúc mừng anh. Anh cần bây giờ là anh hùng kháng Nhật rồi. Không cần phải làm gì cho quân Nhật nữa rồi. Bây giờ tôi vui cho anh từ tận trong lòng. Phó quan Bạch, quần áo anh có thể lấy đến đây không? Đừng phí lời nữa, tìm tôi có chuyện gì? Tôi thực sự muốn đầu hàng bốn quân mới. Đầu hàng bốn quân mới cùng đánh Nhật với anh. Anh có xứng không? Không phải. Tôi có gì mà không xứng chứ? Ông nội và chúng tôi là Chu Húc đó, có biết không? Thường dân có quốc khí có tiếng ở Tô Châu. Tôi có thể làm ôn nhục gia phong làm gì cho người Nhật thật sao? Tôi có thể làm việc đó thật sao? Tôi làm cục trưởng cục cảnh sát đã bắt các dĩ mà thôi. Tôi sợ cả nhà họ Chu đều bị giết sạch, có biết không? Tôi xin thề với quan vị ca, tôi luôn đợi cơ hội đầu hàng bốn quân mới. Anh Cận, cho tôi cơ hội đầu hàng bốn quân mới được không? Anh là nếm mật nằm gai sao? Đúng vậy. Cận mũ mắt mù thực sự là nhìn không ra. Xa xôi chúng ta không nói nữa, chỉ nói chuyện gần đây thôi. Kitano bảo tôi đến đây làm gì? Chính là giám sát anh. Trước khi đi dặn dò tôi, nói là phát hiện điểm bất thường gì lập tức giết anh. Tôi có giết chưa? Vậy thì anh giết tôi đi. Được, tôi có thể làm như vậy sao? Anh là anh hùng kháng Nhật, tôi là người Trung Quốc. Nếu tôi giết anh, lương tâm của tôi để ở đâu? Không tin sao? Đừng vội. Làm gì? Đừng. Đừng căng thẳng. Anh Cận, trước khi Kitano cho tôi súng bảo tôi giết anh, bây giờ tôi giao lại cho anh. Sở trưởng, đừng nghe tên này nói bừa. Hắn ta muốn chạy trốn về, trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết đi. Đúng, bắn. Thôi bỏ đi, nhốt anh ta vào, quay về cho bộ trưởng Động và họ giải quyết. Được, dẫn đi. Không, anh Cận, tôi thực sự muốn làm việc cùng anh mà. Đi, tôi muốn đánh Nhật, tôi muốn làm bốn quân mới. Đi, anh Cận. Diễn trò. Nào, chúng ta tiếp tục.
Cục trưởng, anh chịu khổ rồi. Không sao, hai ngày nay tôi vẫn muốn qua đây, nhưng mà không vào được. Bọn họ canh gác nghiêm ngặt. Hôm nay tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ trốn vào đây. Chỗ này không được ở lại đâu. Chúng ta mau đi thôi. Anh em tốt. Đi, đi, mau đi. Đi, mau đi. Tổng bộ điện thoại đến. Khởi nghĩa của Cận Ngư Đường thành công lớn. Dưới sự giúp đỡ của họ, bốn phương mới đã đánh cho hai sư đoàn của Nhật Bản phải chạy tán loạn, triệt để đập tan được kế hoạch Thanh Hương rồi. Vậy thực sự quá tốt rồi. Thực sự là cổ vũ lòng người. Nhưng mà bây giờ điều phiền phức là Kitano này theo dõi Như Ca quá chặt. Bất luận là ở nhà hay bệnh viện, khắp nơi đều có quân hiến binh canh gác, căn bản không thể nào tiếp cận được. Con đường rút lui đã định trước đó, không dùng được rồi. Vậy thì phải làm sao? Bây giờ chuyện cấp bách chính là đón Như Ca từ bệnh viện. Vậy chúng ta thông báo cho cô ấy thế nào được? Tôi nghĩ cách. Gậy tướng quân, gậy tướng quân, chúng ta quay lại giết đi, quyết đấu cao thấp với bọn chúng. Gậy tướng quân, theo tình hình bây giờ, tấn công toàn diện là không thể nào. Vì để rửa nhục, tôi cho rằng nên toàn tâm toàn lực tấn công Cận Ngữ Đường. Cận Ngữ Đường chính là người ông dùng đó. Bây giờ khiến cho đại hoàng quân Nhật Bản tạo thành tổn thất lớn như vậy, tội của ông khó thoát được. Nhưng bị chức biết tội, bị chức đang nghĩ cách để bù đắp sai lầm. Bù đắp thế nào? Bị chức phái đến sư đoàn cảnh vệ hai tay mắt Chu Lập Dân và Cốc Đa trốn thoát về đây. Bọn họ đã nắm được địa điểm đóng quân tạm thời của sư đoàn Cận Ngữ Đường. Hơn nữa ba lữ đoàn phái thêm đã vào vị trí rồi, sẽ giúp sức cho tướng quân đánh bại Cận Ngữ Đường. Sư trưởng, điện gấp cho bộ trưởng Đổng. Quân Nhật đã tăng thêm 3 lữ đoàn, xem ra muốn biến quân ta thành tử địa. Quân Nhật gấp 4 lần chúng ta, đánh thì thế nào? Phải nghĩ cách rút lui. Bộ trưởng Động đã xuất phát rồi, chắc là sắp đến rồi đó. Quá tốt, thông báo các tiểu đoàn chuẩn bị hành động. Thông báo các anh em chuẩn bị đột phá cánh phải. Rõ. Bên cạnh cái cây thứ ba, phía ngoài cổng chính bệnh viện, chỉ cần bác sĩ Trần lên chiếc xe màu vàng thì có thể đúng kế hoạch của chúng ta cứu được cô ấy ra ngoài. Có máy bay địch, các anh em mau ẩn nấp. Mạng của các anh em phải nhờ cậy cậu rồi. Đi đi. Cần Ngữ Đường rốt cuộc sao rồi? Em bây giờ đi, chắc là có thể trình mặt anh ta lần cuối. Tôi lập tức sẽ làm phẫu thuật cho anh. Kiên trì nhé. Tôi không xong rồi. Đừng lo lắng, chúng ta phải nghĩ cách cứu chị cả. Có thể nói cho tôi biết anh ta nhận chỉ thị của ai? Là tôi. Ông không phải là muốn giết tôi sao? Đưa tôi đến đây làm gì? Chỗ này mới là địa ngục của cô. Cho dù Kitano thì chết ở đây thì cô cũng phải chết cùng tôi. Bọn họ không phải là giết chết thái quân Kitano rồi chứ? Hãy nhớ kỹ nỗi đau hôm nay của mày. Mày an nhàn quá rồi, Chu Lập Văn. Liều mạng đi.